Không con? Ngọt. Tên 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 tên. Bà về đây hột mít ơi. Trời đất ơi, sao nặng dữ vậy con? Hả? Bữa giờ ở nhà quen không? Nhớ bà không? Dạ nhớ. Đó, vậy là được, vậy là được. Anh té con. Mệt không? Mệt mệt. Trời ơi, đồ ăn hả? Anh nè, gì? Tắm rửa thay đồ đi, em có nấu món anh thích đó. Biết gì không? À, mắm chân đúng không? Đấy rồi, canh chua cá lóc với lại rau muống xào tỏi. Mấy món đó. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, anh cũng thích mấy món đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ghê á. Dạ. Dạ. Ai tôi đi làm vậy, tôi hôn vợ tôi mà phản ứng là làm sao? Kiếm chuyện đúng không? Kiếm chuyện đúng không? Đứng lại! Đứng lại hộp mít bự! Đứng lại! Gì vậy? Ôi trời, con chưa ngủ hả? Con đi toilet. Đi luôn phần của ba nha mày. Em tính sao, đi cho con ngủ riêng đi. Không có được, con mình cũng đã từng ngủ riêng rồi. Nhưng mà em không có an tâm. Ôi, nó lớn rồi, để nó thấy kỳ lắm. Tự nhiên hai đứa mình nó đi, nó cứ sờ quần đi. Em cũng phải hiểu cho anh chứ. Anh đi làm cả tuần nay rồi. Về cũng phải thông cảm này nọ chứ ai mà vậy. Biết rồi nhưng mà sao? Không có nhân nhị vậy đó, cho nó ngủ riêng là ngủ đi, nó lớn rồi. Thấy không? Đừng có như vậy. Quyết định vậy đi. Thôi bảo gì bảo. Bảo gì? Mình cũng nên đi ngủ thôi. Cả gia đình đều nằm ngủ nè. Ngủ đi, em suy nghĩ nhiều quá nó mới vậy á. Còn không ngủ được thì thức luôn chứ sao giờ. Đằng nào con nó cũng bên phòng rồi. Lo gì anh cũng... Con muốn ngủ chung với ba mẹ. Lớn rồi mà ngủ chung với ba mẹ cái gì. Nhưng mà con sợ. Được rồi, được rồi, được rồi. Để tôi ẩm về phòng. Rồi mệt quá. Đi, nhanh lên. Đi về phòng. Lên. Trời, nặng quá trời nặng à. Nhìn nó ngủ rồi. Tiếng khóc của ai ta? Chắc con của hàng xóm quá. Anh ơi. Đi làm hả? Ừ. Gì? Phải. Nãy đứa bé nào khóc với em Tôn Minh Nhiên. Nói ghê vậy em, đêm kêu vậy nói gì ghê vậy? Không phải, mà không phải, em qua phòng nó rồi, không phải. Minh Nhiên nó còn ngủ. Em sao á, giống như em suy nghĩ nhiều quá, nó nghe vậy á, chứ không có gì đâu, ngủ đi. Không anh ơi, để con ngủ riêng ngoài em lo quá à. Không biết cho nó ngủ chung được không? Không có được, từ nó cũng quen thôi chứ. Thôi đi ngủ đi em, ngủ đi, trễ lắm rồi. Đi. Em!
Trong phòng mình qua đây chi cho chật chội vậy? Ừ, ngồi. Ôi anh ơi. Ngủ gì hả? Sao không ngủ bên kia? Ôi, bên kia ngủ mình sợ ma lắm. Anh có thích ngủ mình đâu. Ôi, anh đó, lớn rồi mình như con nít vậy đó. Ngủ đông cho vui, anh sợ ngủ mình lắm. Nhỏ nhỏ đi con ngủ đừng ngồi nữa em. Anh thấy không? Em cái đêm em ngủ không được mà qua đây Minh Nhi nó ngủ ngon rồi, thấy chưa? Thôi ngủ đi. Ngủ đi con, ngủ đi con. Chân em bự vậy? Ơ chân em hả? Ngủ đi, ngủ đi. Làm đỏ đó là phải sơn móng tay màu đỏ luôn nè, mà làm vàng sơn móng tay màu xanh. Không liên quan. Để sơn nước sôi, nước sôi lên mấy chị ơi. Nước sôi đây. Đấy. Sao gọi nước sôi nó. Nói vậy cho mấy chị né ra. Thế nhưng mà phát hiện nha, nước mới đúng không? Nước này chị chưa uống lần nào nè. Rồi, thử đi, thử đi. Đây là một loại cocktail mới mà em vừa nghĩ ra. Nó có mang tên là hương vị tình yêu. Ôi. Tình yêu là lúc nào yêu nhau hay lúc đang giận nhau? Hả? Lúc nào đang gây lộn đó chị? À, đang gây lộn. Ừ. Nghe cái mùi nó quyết liệt lắm. Nghe cái vị nó đó, quyết liệt. Ủa chưa cha. Sao chị? Đúng rồi, cái mùi là mùi tình yêu chắc rồi. Nó có sự nhẫn nhịn trong đó. Vậy hả? Tôi cũng nghe cái mùi em dịu trong đó nữa. Đang yêu. Chị chắc nghe mùi tiền trong đó phải không? Ừ, đúng rồi. Thấy chưa? Tình yêu của bà kỳ vậy, tình yêu gì thực dụng vậy bà nội? Bây giờ có con có cái rồi, giờ chồng đã đi rồi thì bây giờ mình phải tiến những cái gì thực tế hơn đúng không? Hợp lý. Ừ đó. Trời ơi, bữa nay thử cái hương vị tình yêu mỗi đứa có một vị khác nhau ha. Alo. Alo, tôi tới liền. Ok. Uống đi đâu? Ê, xin lỗi nha, bệnh viện có công chuyện rồi. Uống đi, uống giùm nha, hương vị tình yêu uống giùm nha. Ê, gì chưa hết đi vậy? Hình như mỗi lần cái bà này xuất hiện là bà không bao giờ ngồi lâu được hả mấy chị? Hình như là vậy. Chị thấy cái loại này ngon nè Khánh Ngọc, nhưng mà chị đề nghị nha, nếu mà em đặt tên là hương vị tình yêu á thì em đừng có để cho nó màu đen như vậy, còn không thì em đổi tên đi, một cái gì nó mai quái hơn, nó hợp với em chắc nó hay hơn á. Ví dụ chị cho em một cái tên, ví dụ đen cái hương vị tình yêu âm mưu và thủ đoạn như thế. Trời ơi, vậy hấp dẫn quá ha. Hương vị tình yêu được không? Cười cái gì mà cười gì? Bà sao rồi hả? Thì nói chung là cũng ổn. Ổn là ổn sao? Ngủ chung đi, nó nói sao rồi? Nói chung là lúc đầu thì ngủ riêng, hai chồng ngủ riêng với con. Giờ con nó đòi ngủ chung, rồi cái ngủ chung ngủ riêng cái cũng làm mình rối theo nữa. Giờ không biết làm sao nữa nè. Thật ra tôi thấy vậy nè, con á thì mình cũng phải theo sát sao nó, nhưng mà mình cũng không có nên để nó ở bên cạnh mình nhiều quá. Nó có thể là nó sẽ quen hơi quen mùi á, là sau này nó cũng theo mình hoài. Cho nên là cũng có những lúc cần bút đắp tình cảm á, thì mình để cho bé ngủ chung. Còn có những cái lúc mà mình cần thiết mình cũng để cho bé tự lập, để cho ngủ riêng đi. Với lại đôi khi, nhiều khi ngủ riêng rồi thêm bé nữa hay sao? Nói chung là em không có cái kinh nghiệm với chuyện này. Nhưng mà em thấy... Em bói ra được mà. Thôi cứ để cho bé tự lập coi sao. Nè vô nè. Rồi. Vô. Nè vô. Âm mưu và tình yêu nha. Rồi, ngủ đi nha. Đây, nè. Đó bông của con nè. Cầm vô. Rồi. Rồi, để đây nha. Rồi, đúng rồi. Cầm chưa? Ngủ được chưa? Dạ, chúc mẹ ngủ ngon. Rồi, ba mẹ chúc con ngủ ngon. Ngủ đi. Nhẹ nhõm cả người.
Cuối cùng Minh Nhiên cũng tự lập được. Với lại vợ chồng mình cũng có không gian riêng nữa. Anh thấy vậy là thoải mái nhất luôn á. Ê khoan, với tình hình gia đình mình như vậy, anh đề nghị hay là mình kiếm thêm đứa em cho Minh Nhiên hả? Từ từ. Trời, từ từ gì nữa, đã gấp rút rồi, vợ chồng nó có không gian riêng rồi. Nè, Minh Nhiên phải có em hả?